Nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết được nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc trong huyện. Nhìn ngôi nhà này, không ai nghĩ rằng chỉ mới một năm trước, gia đình anh Cầm Cao Cường vẫn thuộc danh sách hộ nghèo của xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân. Tất cả đã thay đổi kể từ anh quyết định đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Trước khi là chưa sang Hàn là tôi là còn đang hộ nghèo, nhưng mà trong quá trình là sang đấy là 4 năm là đã thoát nghèo rồi, thoát được tranh tre vách nứa rồi. Từng bươn trải nhiều nghề nhưng vẫn không thể thoát nghèo. Giữa năm 2019, anh Vi Ngọc Tuệ tại xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân đăng ký đi Nhật Bản làm việc trong 7 tháng. Hết hạn lao động, anh tiết kiệm được 300 triệu đồng để về quê làm ăn. Mình có gia đình rồi ấy, nên là đi nó ngắn hạn rồi về sớm. Đấy, thứ nhất là cái đi ngắn hạn thì mức thu nhập nó vẫn cao. Đấy, thu nhập bên kia thì làm thời gian ngắn hạn thì tháng bình quân thì vẫn được 40 triệu, mà tăng ca làm nhiều được tầm 80 triệu. Tính từ năm 2016 đến nay, huyện Thường Xuân đã có trên 860 trường hợp đi lao động xuất khẩu, trong đó chủ yếu là những trường hợp thuộc đối tượng chính sách và người dân tộc thiểu số. Thì đầu là tôi tập trung ở những thị trường mà đơn giản, nó phù hợp với trình độ năng lực của người dân. Và sau đó chúng tôi là triển khai tập trung những thị trường mà có hiệu quả, ví dụ như là Hàn Quốc, ví dụ như là Nhật Bản. Nằm trong 62 huyện nghèo nhất cả nước, việc thực hiện tốt đào tạo nghề gắn với xuất khẩu lao động ở Thường Xuân đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,2%, giảm 1.500 hộ so với đầu năm 2019.